Mụn đầu trắng, mụn đầu đen, sợi tuyến bã nhờn ở mũi, mụn đỏ, mụn bọc, mụn mủ, mụn nang, sẹo. Chỉ với 150.000 cho làn da sạch mụn, hiệu quả rõ rệt ngay từ buổi đầu tiên với 7 bước công nghệ cao tại Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam. Khám, soi da và tư vấn liệu trình điều trị mụn miễn phí, điều trị mụn bằng công nghệ tiên tiến, đội ngũ y bác sĩ đầu ngành về da liễu tư vấn, đội ngũ kỹ thuật viên với trình độ chuyên môn tay nghề cao, cam kết không hiệu quả hoàn lại tiền. Bước 1, khách hàng đăng ký dịch vụ sẽ được bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám để xác định loại mụn, mức độ bị mụn và lựa chọn sản phẩm đông y cùng dịch vụ điều trị phù hợp. Bước 2, làm sạch sát khuẩn toàn bộ vùng da bị mụn. Bước 3, xông hơi thở dược kết hợp massage đông y. Thành phần thở dược được chỉ định riêng với từng trường hợp mụn cụ thể, kết hợp với bài massage khác nhau đối với từng loại mụn, giúp da hấp thụ dược chất tốt hơn, đồng thời lưu thông khí huyết tăng cường sức khỏe làn da. Bước 4, lấy nhân mụn. Bước 5, xông hơi lạnh đắp mặt nạ thảo dược. Bước 6, áp dụng thêm mặt nạ ánh sáng theo nhu cầu của khách hàng. Bước 7, làm sạch lại da, chấm tinh chất thảo dược trị mụn hoàn nguyên. Trị mụn chỉ với 150.000 tại Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam Vinacare, kết hợp với bộ sản phẩm thảo dược trị mụn hoàn nguyên, hết mụn tận gốc không tái phát, không để lại sẹo, giúp bạn lấy lại làn da trắng hồng rạng rỡ. Liên hệ ngay Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam, vẻ đẹp đồng hành cùng niềm tin, tại Hà Nội, số 123 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại 024-62-605-666, 0983-058-939. Tại Quảng Ninh, số 116 Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Điện thoại 0203-657-0128, 0915-667-327. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số 48B Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-710-99808, 0903-047-368.